Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói, sự việc trên biển với Việt Nam không phải là một đụng độ, tin từ Bắc Kinh. Trung Quốc hôm nay đã bác bỏ tuyên bố của Việt Nam, nói rằng Trung Quốc đã có hành động hung hăng trong Biển Đông và kêu gọi một kết cuộc hòa bình cho tranh cãi gây ra bởi việc Bắc Kinh đưa một giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng biển tranh chấp. Hôm qua, Việt Nam đã tố cáo những tàu của Trung Quốc sử dụng vòi rồng và đã cố ý đâm vào 8 chiếc tàu của Việt Nam, gây tổn hại nghiêm trọng cho 2 chiếc và làm bị thương 6 thủy thủ. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Trình Quốc Bình hôm nay nói đã không có đụng độ kể từ khi tranh cãi bùng nổ vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ luôn luôn có biện pháp tương ứng để bảo vệ chủ quyền, lợi ích và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Và tuy hai bên có một số tranh chấp trong khu vực liên quan, nhưng ông tin rằng Trung Quốc và Việt Nam có một tình bạn lâu dài và con đường phát triển và hợp tác là mục tiêu chính. Vì vậy, hai nước sẽ có thể giải quyết các tranh chấp thông qua thương lượng hòa bình. Về vụ một chiếc tàu đánh cá và 11 người dân của Trung Quốc bị phi luật từng bắt giữ ngoài khơi quần đảo Trường Sa, ông Trình Quốc Bình đã nói, ông tin rằng tranh chấp cũng có thể được giải quyết một cách hòa bình thông qua đàm phán hữu nghị. Các vụ tranh cãi xảy ra không lâu sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm châu Á để nhấn mạnh cam kết của Hoa Thịnh Đốn đối với các đồng minh Nhật Bản và Phi Luật Tân, cả hai đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.